sau trận Buriram thì có anh từ một anh từ Liên đoàn bóng đá có xem trận đấu, và sau trận đấu cũng thông báo là sắp tới là Lộc sẽ tập trung cùng với đội tuyển quốc gia. Cái đầu tiên là em rất là vui khi có tên trong danh sách lần này. Mỗi lần cũng như lần đầu tiên cảm thấy rất là vinh dự và vui sướng. Vui được sắp được gặp anh em đội tuyển. Thì nên là cũng đối với Lâm thì cũng có một lợi thế là Lâm tập luyện và thi đấu cùng với các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của Thái Lan, thì đó cũng có thể giúp được Lâm cảm thấy tự tin hơn khi gặp Thái Lan. Cũng như là như ở đây thì cũng có hai tiền đạo của họ, thì Lâm có thể quen được với những cái động tác hoặc là những cú sút, thì nó trong bóng đá thì không ai biết gì cả, nhưng mà không thể giúp được Lâm gì đó. Lâm cũng cảm thấy rất là vui vì trước em Toàn cùng với em Toàn đang tập luyện ở Hải Phòng, bây giờ cũng có thể anh em gặp nhau ở trên đội tuyển, thì cũng là rất là tốt cho em ấy. Thì Lâm cũng là rất là vui khi anh Mạnh đã trở lại sau 3 năm vắng mặt ở đội tuyển. Mong chờ những cuộc gặp gần. Tôi nghĩ là ở đội tuyển quốc gia đã được gọi lên đội tuyển quốc gia thì ai cũng là số 1, và tất cả các cầu thủ mà được gọi lên đội tuyển quốc gia cố gắng tập luyện hết mình, và nếu có cơ hội bao huấn luyện viên xếp đá vị trí chính thức thì chắc chắn là 11 người đấy sẽ cố gắng thi đấu hết mình, vì chắc chắn là đội tuyển quốc gia nếu mà còn